Tin sốc, tin sốc, chỉ hơn 300k anh em có gì. Cho em xin info ở lại xem hết video của em. Hôm nay em lên cho mọi người hai con siêu phẩm bán cực kỳ chạy. Và hiện tại thì hai mẫu này đang được nhận được rất nhiều sự phản hồi tích cực từ khách hàng. Đây là hai mẫu loa công suất lớn này, phục vụ cho anh em chơi đám tiệc, đặc biệt là những cái buổi lễ và gần Tết sắp tới nữa. Bác nào mà chưa có loa kéo thì mọi người có thể tham khảo cái clip này của em để lựa chọn cho mình một trong số các dòng loa mà mình ưng ý nhất, phù hợp với tài chính của anh chị mình ha. Rồi, hơn 300k anh em có gì? Thì ở đây em có cái dòng loa đầu tiên là cái mẫu loa V36 này. Con này là dòng công suất lớn, chơi ở không gian gia đình hoặc là không gian ngoài trời, tiệc tùng, liên hoan, sinh nhật thoải mái. Dòng này hiện tại bên em đang hỗ trợ giá thanh lý cho mọi người rất là mềm luôn. Cấu hình đi cho anh chị là hai bát 40 đôi, côn 51 từ 140 này, hai con loa chép kèn 45, hai con loa chép kèn 250. Đấy, hai bát và hai chép đi ra hai đường tiếng ha. Thùng là thùng gỗ sơn sền chống xước chống nước. Thì đây là những cái mẫu loa hiện tại em chỉ trưng bày và em quay video thôi. Nhìn nó hơi cũ một xíu, còn khi mà giao hàng tới là hàng mới, nguyên đai, nguyên thùng, nguyên hộp cho mọi người. Em chỉ cứ yên tâm mà mua sắm. Dòng này bên em đi cho anh chị là một bộ bảng mạch công suất nguồn xuyến như thế này nè. Tổng thể tất cả là 13 nút điều chỉnh cho mọi người. Bao gồm ở đây sẽ có nút volume tổng của nhạc nè, tiếng bass, tiếng chung, tiếng chép của nhạc, bát chép của micro nó sẽ nằm ở dưới này để chúng ta chỉnh mic nè. Và trên này là các dãy để chúng ta chỉnh karaoke. Đấy, chỉnh là echo, repeat, delay, reverb. Đấy, và nó vang, nó sáng, nó vọng hơn. Rồi, ở dưới này là các chỗ kết nối, ví dụ như kết nối từ loa sang TV. Thì anh chị muốn cắm dây AV, mọi người cắm vào cổng AUX này. Ở đây hai chỗ cắm mic có dây mic 1, mic 2. Bác nào mà muốn karaoke được nhiều người hơn thì bác có thể cắm vào, mua mic có dây cắm vào đây ha. Còn bên đây là chỗ để chúng ta chơi nhạc cụ, đàn guitar. Đấy, dưới này là bình, chỗ đầu bình ngoài 12V và cổng cắm sạc điện trực tiếp 220V. Loa này thì mình có thể vừa xài bình vừa xài điện trực tiếp đều được. Bên trong thì bên em đã trang bị bình sẵn ở phía bên trong 12V cho mọi người rồi. Chiều cao của mẫu này là 85, chiều ngang là 90 và cân nặng là 55kg này. Có 4 bánh xe để mình di chuyển. Model mẫu này là V36 và mức giá mà anh chị bỏ ra cho cái dòng loa này là chỉ có tròn chỉ 5 triệu thôi. Đúng 5 triệu là em bao vận chuyển về tận nhà cho mọi người test hát thử thoải mái cho em. Và dòng thanh lý này bên em hỗ trợ bảo hành trong vòng là 3 tháng. Hàng là hàng mới nhưng mà giá, mức giá bên em đang thanh lý nhá, không phải là hàng cũ mà em thanh lý đâu. Đấy, hàng mới 100% chưa qua sử dụng, hỗ trợ bảo hành 3 tháng, một đổi một linh kiện về tận nhà cho mọi người. Hư hỏng gì em sẽ đổi mới cái đó, ví dụ hư mic em đổi mic mới nè, hư bảng mạch công suất em cũng gửi nguyên bảng mạch mới về tới tận nhà cho anh chị thay thế, không cần phải gửi đi đâu để sửa chữa hết, nên là hoàn toàn yên tâm nhá mọi người. Bên em giao về giao bảo hành về tại nhà và hướng dẫn cho mình lắp đặt. Còn bên cạnh em đây là cái dòng loa siêu phẩm mà hiện tại bán cực kỳ chạy luôn. Cái dòng này thì cấu hình sẽ nhìn hơn cái dòng loa V36. Con này là G38 nha mọi người. Cấu hình vẫn là hai bát 40 đôi, hai loa chung nhưng mà nó sẽ nâng cấp lên thêm hai chép nữa. Đấy, đi ra ba đường tiếng cho mọi người. Hai bát, hai chung, bốn chép, chép là chép 250, chung 16 và bảng mạch công suất cũng tương tự là 13 nốt chỉnh và hiện tại bên em đã nâng cấp lên là Bluetooth 8.5. Đấy, hệ điều hành mới nhất năm 2024 này. Và với cái dòng loa này thì có thiết kế là dạng nắp gập. Mình có thể gập lên gập xuống, khi mà không sử dụng nữa thì mọi người gập lại nó sẽ thành dòng loa V36. Còn mọi người gập lên thì nó sẽ thành dòng loa như thế này đây, G38, bát 40 đôi, âm thanh nó đánh ra căng hơn, hay hơn những cái dòng loa hai đường tiếng. Và đối với cái dòng loa hai cái mẫu này, bên em sẽ trang bị mic cho anh chị là mic kim loại UHF, reset được tần số, tăng chỉnh âm lượng, sử dụng là mic pin tiểu nha mọi người. Ở phía phần đuôi mic này này, mình có thể tăng chỉnh và set được tần số khi mà bị lạc tần số. Đầu hợp kim thanh kim loại, hát tiếng rất là nhẹ, rất là trong và cực kỳ êm. Đối với cái dòng loa G38, chiều cao của nó là 1m1, chiều ngang là 90, cân nặng là 65kg, vẫn trang bị bánh xe đầy đủ cho mình di chuyển. Và còn phần đằng sau thì bên em sẽ trang bị cho mọi người là một cái sợi dây canon để mọi người có thể lắp vào đây. Đấy, gắn vào phần trên với phần dưới này bằng một sợi dây canon, tháo rời cực kỳ dễ dàng. Rồi, con này thì với mức giá chỉ chênh nhau
300 cần, tức là cái dòng loa V36 này 5 triệu và cái dòng loa G38 này là 5 triệu 3, hơn nhau chỉ có đúng 300 cần thôi là anh chị đã sở hữu được cái dòng loa to chà bá như thế này rồi, cấu hình như thế này, 5 triệu 3 G38 cũng bảo hành 3 tháng cho mọi người. Thì đối với cái tầm giá 5 triệu và 5 triệu 3 thì mọi người yêu thích cái dòng nào, mọi người có thể để lại thông tin ở phía dưới hoặc là liên hệ qua số trực tiếp, qua số Zalo 0898 922 987 em có để trên màn hình, thì ở bên em sẽ gọi điện tư vấn chốt đơn cho mọi người. Ở đâu em cũng giao hết trên 63 tỉnh thành ấy, Bắc Trung Nam, miễn là mọi người cho em xin thông tin đầy đủ và chính xác, bên em sẽ giao về tận nhà, không cần cọc trước, nhận hàng về mình kiểm tra test hát thử, lắp đặt thử ok, lúc đó mọi người mới thanh toán tiền cho em. Còn hàng không hay, không đúng mẫu đúng mã, cả nhà cứ trả về cho em, không mất bất kỳ một cái chi phí nào cả. Nên mọi người cứ hoàn toàn yên tâm mà chốt. Hiện tại em đang có 3 chi nhánh Bình Dương, Thanh Hóa và Hà Nội. Anh chị nào mà muốn ở gần kho em, muốn tới kho xem loa thì cứ alo cho em sẽ gửi vị trí qua cho mình xem test trực tiếp luôn ha. Rồi, ngoài cả hai cái dòng loa này ra thì bên em còn rất là nhiều mẫu khác nữa. Ví dụ như một cái dòng loa mà công suất lớn nhưng mà thiết kế nhỏ gọn dễ dàng di chuyển thì mọi người tham khảo giúp em cái dòng V50 này. Đấy, cái dòng này là mình có thể chơi ngoài trời ok luôn, bát chép đập cực kỳ căng bởi vì nó là dòng bát 50, cấu hình đi 3 đường tiếng, một bát, một trung, một chép này. Có hai phiên bản mặt lưới màu vàng và màu đen cho mình lựa chọn và bảng mật cũng tương tự, thì bên em vẫn lắp mật 13 nút chỉnh nguồn xuyến cho mọi người. Mic vẫn là mic UHF và cái dòng loa này chiều cao là 80, chiều ngang là 52, cân nặng là 40 kg cho mọi người. V50 bước giá em hỗ trợ là 4,3 triệu trở về tận nhà, bảo hành cũng 3 tháng luôn. Và bác nào mà muốn chơi những cái dòng loa nhỏ gọn, mình có thể xách đi chơi, đi du lịch hoặc là mình hát trong gia đình, tài chính chưa tới 3 củ mà muốn karaoke hay thì mọi người cứ chọn cái dòng loa này cho em. Dòng loa xách tay V21 nè, đi ra 2 bát 20 và một chép 2 đường tiếng, thùng là thùng vân gỗ vernier, cực kỳ cao cấp, cực sang và đẹp luôn. Con này thì có quay xét cho mọi người. Đấy, mình có thể xét đi mọi nơi và trang bị theo đó là một bộ bảng mật công suất K10, tổng thể là 10 nút chỉnh, bát chép nhạc, bát chép micro, echo, delay đầy đủ. Còn phía đằng sau này thì là các cổng kết nối, ví dụ như là cổng cắm sạc điện trực tiếp nè, kết nối qua mic có dây, đàn guitar, cổng audio, cổng cáp quang, USB, thẻ nhớ, rất là đầy đủ các chức năng để mọi người karaoke. Và dòng loa V29 này, chất âm nó đến ra phải nói cực kỳ hay. Đấy, mọi người nhận hàng về không như em nói, mọi người cứ trả cho em, trả về cho em không mất phí. Dòng này em đang hỗ trợ giá là 2,9 triệu và bảo hành 12 tháng cho mọi người. Đấy, tùy vào tầm giá thì 2,9 triệu, 4,3 triệu hoặc là 5 triệu, 5,3 triệu. Thì mọi người ưng cái mẫu sản phẩm nào, mọi người cứ alo cho em sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người nhé. Thì ở clip phần sau em sẽ lên cho mọi người những cái dòng loa khác nữa. Mọi người ưng cái tầm giá bao nhiêu, model nào thì cứ comment ở dưới để clip phần sau em sẽ lên cho anh chị mình tham khảo. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.